vụ, biến đổi thực tế, tăng trưởng cần thiết, gia đình ít lợi, ích lợi tươi mới, thách thức áp lực, vui vui tự tin, được trang bị tuyệt vời, hoàn thiện thiết thực, kết quả bứt phá, chưa cấp giá trị hết lòng. Mở đầu hành trình 6 tháng bằng thông điệp muốn kết thêm quả cho Chúa, 23 sinh viên đến từ năm hội thánh đã trải qua thời gian học tập thực sự ích lợi trong nhiều phương diện. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại để biết ơn Chúa về khóa học vừa qua nhé. Điều tôi thích ở lớp học của mình là giờ nghỉ trưa của những ngày có bài thi. Dù không hẹn trước nhưng những buổi trưa đó mọi người sẽ cùng nhau ngồi tại lớp và ôn bài. Và đặc biệt là môn SCE, mọi người sẽ cùng nhau tập nói và điều chỉnh cho nhau, rất là đoàn kết. Điều tôi thích đó chính là tinh thần của anh chị em. Dù có những ngày mệt mỏi và đuối sức, nhưng nhờ tinh thần động viên không ngừng của anh chị em thì những ngày mệt mỏi luôn được thêm sức một cách đặc biệt. Một điều nữa mà tôi thích ở lớp đó chính là giờ ăn trưa. Do lớp ăn theo phong cách cơm nhà ba món cho nên lúc nào cũng tràn đầy tình thân và ấm áp. Qua khóa học này, tôi có thêm nhiều bạn, hiểu nhau hơn, gần nhau hơn và thân nhau hơn. Các bạn học rất giỏi, chịu khó nghiên cứu học hỏi, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong các bài tập mà giáo viên giao. Cũng có những lúc bị mệt, gặp khó trong các môn học, nhưng được sự hỗ trợ từ các huấn luyện viên, các bạn trong nhóm nên tôi cũng hoàn thành tốt các bài tập. Trong khóa LMC này, tôi tìm thấy được niềm vui khi cùng học tập, phục vụ và tăng trưởng cùng các bạn. Có rất nhiều điều tôi thích ở lớp học, nhưng mà điều tôi thích nhất đó là sự giảng dạy của các giáo viên. Tôi cảm nhận được sự đầy dẫy Thánh Linh của Chúa ở cùng với các giảng viên. Sự dạy dỗ chi tiết, cặn kẽ và tận tình của các giáo viên khiến cho chúng tôi cảm thấy thích thú và có động lực trong việc học hơn. Đây là khóa học mang đến cho tôi nhiều điều tuyệt vời và đáng nhớ. Tôi đã học được nhiều kỹ năng và kiến thức. Tôi tin rằng đây là nền tảng tốt cho hình ảnh đức tin và phục vụ Chúa. Ngoài ra, tôi ấn tượng với chương trình học với nhiều chủ đề khác nhau và cho tôi có cái nhìn tổng quát về Kinh Thánh và có cái nhìn lớn hơn về công việc Chúa trong tương lai. Tuy nhiên, mọi việc đều không dễ dàng như vậy. Tôi đã có những khó khăn, thử thách, nhưng với sự giúp đỡ của giảng viên, tôi đã đạt được mục tiêu hoàn thành khóa học này. Tôi cảm thấy tài liệu này phù hợp với nhu cầu, lượng kiến thức vừa đủ với khả năng tiếp nhận của tất cả sinh viên. Trình tự của các môn học cũng được sắp xếp rất chủ đích, vì từ việc nhận biết đấng chúng ta phục vụ là ai, Kinh Thánh nói gì về Ngài, từ đó chúng ta dễ dàng thực hành thực tế qua việc nghiên cứu và chia sẻ Kinh Thánh, học được kỹ năng phục vụ Chúa, sẵn sàng làm chứng nhân cho Chúa của chúng ta. Cảm tạ Chúa, qua môn học kỹ năng mục vụ, tôi có cơ hội để tìm hiểu tính cách của bản thân mình cũng như mọi người xung quanh để có thể làm việc đội nhóm một cách hiệu quả hơn trong tương lai. Ngoài ra, tôi cũng được học 10 bước kỹ năng tổ chức chương trình và có cơ hội để tổ chức chương trình thờ phượng tại điểm nhóm của 12. Dù trước đó, tôi đã có cơ hội để phục vụ trong hội thánh ở vài vị trí nhỏ, nhưng việc theo sát chương trình từ đầu đến cuối quả là một thách thức đối với tôi, nhưng lại đem lại ích lợi về sau này rất nhiều. Tôi có cơ hội để phục vụ Chúa tốt hơn trong tương lai. Cảm tạ Chúa thật nhiều. Tôi cảm thấy giờ thực hành của môn nghiên cứu và chia sẻ Kinh Thánh lời Chúa rất là thiết thực và rất là hữu ích và cấp thiết cho đời sống cá nhân và chức vụ của tôi trong hội thánh. Lần đầu tiên mà tôi được có cơ hội để mà đứng lên chia sẻ về lời Chúa đối với lớp học của tôi. Cảm ơn Chúa rất là nhiều. Qua những kiến thức và những cái kinh nghiệm cá nhân của tôi khi mà được chia sẻ lời Chúa thì cũng giúp ích tôi rất là nhiều, khích lệ tôi mạnh mẽ hơn, dạn dĩ hơn và thách thức hơn khi mà tôi được có cơ hội đứng lên chia sẻ lời Chúa tại hội thánh của tôi. Tôi qua khóa học LMC năm lần này là sự phục vụ được trở nên là một nếp sống, chứ không phải là phân công hay là giao nhiệm vụ thì tôi mới phục vụ. Hiện tại tôi đang được giao phân công phục vụ trong những vị trí như nhóm nhỏ hay là tiếp tân. Tôi muốn mình có thể làm hết lòng và trọn lòng tại vị trí đó.
sau khi học về thì hiểu được những điểm mạnh của bản thân, tôi có tâm tình với lãnh đạo để được phục vụ ở những vị trí tốt hơn. Và tôi ao ước rằng mình sẽ được trở thành một sứ giả rao truyền tin lành, rao truyền về chính Chúa cho tất cả mọi người từ Jerusalem cho đến tận cùng trái đất. Cảm ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội được tham gia khóa học AOMC. Cảm ơn Chúa, khóa học đã đăng bày cho tôi những kiến thức thật sự bổ ích. Khóa học đã làm mới lại trong tôi tinh thần của một người làm chứng nhân cho Chúa. Tôi ao ước qua khóa học này, tôi sẽ trở nên một người chứng nhân hiệu quả cho Ngài, được tham gia cùng với một vụ iCare để có thêm nhiều cơ hội chia sẻ phúc âm về Chúa cho người khác. Cảm ơn Chúa vì sự thay đổi mà khóa học đem lại trên các sinh viên. Chúng ta cùng cầu nguyện để mỗi người sẽ sẵn sàng cho mọi việc lành đã được Chúa chuẩn bị để phục vụ Hội Thánh Ngài. Quý vị nghĩ chúng tôi học hành chính quy căng thẳng lắm? Thật ra không hẳn đâu, lên lớp sơ hở là tấu hài à? Lớn giữa thái độ Jonah và thái độ của các thủy thủ ngoại đạo và của dân thành Ninive, tất cả đều vâng lệnh Chúa. Gió biển, con cá, dây leo, con sâu, mặt trời. LMC khóa 5 trang bị người phục vụ, xây dựng thân thể Chúa.